Ngày 1 tháng 10, tại trụ sở tiếp công dân huyện Vĩnh Tường, đồng chí Hà Văn Quyết, Bí thư huyện ủy Vĩnh Tường chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2024 theo quy định. Cùng dự buổi tiếp công dân có đồng chí Lê Chí Thái, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đại diện ban tiếp công dân huyện, lãnh đạo một số cơ quan liên quan. Đây là kỳ tiếp công dân đầu tiên của đồng chí Hà Văn Quyết sau khi được Ban Thường vụ tỉnh ủy điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư huyện ủy Vĩnh Tường, nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 16 tháng 9 năm 2024. Tại buổi tiếp công dân, có công dân các xã Bình Dương, Vũ Di, Tuân Chính, Vĩnh Sơn, Tam Phúc, Vĩnh Ninh đăng ký được tiếp. Tuy nhiên, qua nghe phản ánh, kiến nghị của công dân và qua kiểm tra giả soát hồ sơ lưu trữ cho thấy, các vụ việc kiến nghị, phản ánh của công dân đang được các cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định. Sau khi được cán bộ tiếp công dân giải thích tận tình, các công dân đều đồng thuận, nhất trí và không có ý kiến gì thêm. Đối với các công dân đến gửi đơn kiến nghị, phản ánh, đồng chí Bí thư huyện ủy giao ban tiếp công dân huyện tiếp nhận, xử lý đảm bảo theo đúng quy định. Cũng tại buổi tiếp dân, đồng chí Bí thư huyện ủy Hà Văn Quyết giao Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tập trung xác minh, giải quyết theo đúng thẩm quyền đối với từng vụ việc, đảm bảo công tâm, rõ ràng, bảo vệ lợi ích chính đáng của công dân trên tinh thần tuân thủ theo quy định của pháp luật.